gặp lại quý vị phụ huynh và các bạn học sinh trong chương trình Cùng Tìm Hiểu Thế Giới Học Canada ngày hôm nay. Vâng, thì hôm nay công ty Tân Đại Dương, một trong những công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam, rất vui được mời đến đây ngài Radian Shin, đại diện của MTA Group, tập đoàn giáo dục với hơn 17 trường trên khắp Vancouver, Canada. Chúng ta hãy cùng nghe ngài Radian chia sẻ nhé. So hello Mr. Shin. Hi, how are you? Can you introduce to us and also our student about your school, where you come from, and can you give us some strong part of your school, please? Hi, my name is Daniel from MTI Community College in Vancouver. We have 6 campuses in BC, British Columbia, Canada. And we have a small number of international students. So that could be one of our strong points, that students can have more opportunity to have Canadian friends. And we have 100 practical vocation programs. So students can have after graduation, easy to get jobs, and easy to get better opportunities. Even though they want to come back to Vietnam to have their jobs, better jobs, probably is the one of the best way to upgrade their educations. Okay, I see that there are 17 schools in your group. So can you tell me about the program of your school? Okay, so Loyalist Group, Loyalist Education Group. Which is our mother company, actually. That education group owning 17 schools all over the country in Canada. So some of them high school, international high school, and some of them just ESL school, language schools. And MTI College is vocation training college and community college. So we have many different types of our schools. So what do you think, what is the best-seller program in school? Yeah, most popular program is early childhood education program. Also, for international students, we have really unique programs like healthcare, pharmacist, and also actually postgraduate in nursing program. So, and also hospitality program is really famous too. I see. And the locations, can you share with our students about maybe the weather of the location and also maybe the activity in the summer and also the winter? Yeah, unlike ESL schools, our college is vocational school, so we don't have many activities by ourselves. But as you mentioned, we have ESL school, they have more activities every day. And also summer, even in British Columbia, we have many things to do. So students normally find their own activities, but as you mentioned, ESL school, they have more activities. Okay. Thank you for sharing and information today. You're welcome, yeah. Qua những lời chia sẻ của Daniel vừa rồi, hẳn là quý vị đã biết phần nào được môi trường học tập tại British Columbia và đặc biệt là Vancouver, phải không nào? Và để biết thêm thông tin chi tiết về ngành học, trường học và cách làm hồ sơ như thế nào thì quý vị hãy nhanh chân đến với chúng tôi, địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nhé. Ngoài ra chúng tôi còn có hai địa chỉ đặt tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và đặt tại thành phố biển Nha Trang. Hoặc là nhanh nhất, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo đường dây nóng 0838484879. Và quý vị hãy nhớ đón xem chương trình chia sẻ về du học Canada của chúng tôi trên webpage www.tandaiduong.edu.vn quý vị nhé.